Ngày 23 tháng 4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng về nhận thức quản lý điều hành trong hoạt động chuyển đổi số khóa 3 năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng có 79 học viên là cán bộ lãnh đạo làm công tác quản lý tại các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian một ngày, các học viên được cung cấp các nội dung tổng thể từ chuyển đổi số quốc gia, công tác chuyển đổi số của tỉnh và ở các cơ quan đơn vị. Thông qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ làm công tác quản lý tại các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành của tỉnh được nắm bắt những kiến thức về chuyển đổi số, nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng, sự cần thiết phải chuyển đổi số, hình thành tầm nhìn dài hạn cho chuyển đổi số tại mỗi cơ quan đơn vị, từ đó làm tốt công tác quản lý, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.